Welcome to Tuvok Tech. Hôm nay, Takan xin giới thiệu cho mọi người một dòng máy cơ khí CNC có hiệu suất mạnh mẽ. Đó chính là Takan TV850M. Máy có 30 lần lượt có hành trình là 850, 550, 550mm. Kích thước bàn làm việc là 1000x550mm. Tải trọng bàn làm việc là 600kg. Hệ thống chuyển động bằng dây đai, phạm vi tốc độ từ 50 đến 8000 vòng trên phút. Takan TV850M đã làm rất tốt trong việc tăng cường độ cứng, tăng khả năng chống rung và sự ổn định động học. Với việc trang bị động cơ công suất lớn, máy có thể thực hiện gia công tốc độ cao đối với vật liệu nhôm và gia công cắt sâu các vật liệu như gang và thép. Hiệu suất gia công mạnh mẽ này là nhờ vào sự đầu tư trang bị của Takan TV850M trong các bộ phận như trục chính, thanh trượt, vít me, tủ dao và vật liệu vỏ máy. Ngoài ra, Takan TV850M còn được trang bị hệ thống bôi trơn áp suất định lượng, có hiệu suất tốt, chi phí thấp, thân thiện với môi trường, độ cứng cao và khả năng chống va đập mạnh của bàn làm việc bằng đá nhân tạo, giúp bảo vệ quá trình gia công quan trọng. Takan TV850M có thể tự động hoàn thành liên tục nhiều quy trình gia công sau khi phôi được cố định một lần, rất phù hợp cho gia công hàng loạt các chi tiết phức tạp. Máy được sử dụng rộng rãi trong các ngành như gia công chính xác, sản phẩm 5G, linh kiện kim loại, phụ tùng xe hơi và thiết bị y tế. Một chiếc máy công cụ có hiệu suất mạnh mẽ, ổn định và hiệu quả như thế này, khách hàng hãy mau chóng liên hệ công ty Tú Lộc Test để tìm hiểu thêm thông tin của sản phẩm. Tú Lộc Test là đơn vị uy tín, phân phối độc quyền các sản phẩm máy cơ khí CNC của thương hiệu Takan tại Việt Nam.